ra giá băng, kia băng giá tuyết lạnh không tắt được lửa trái tim. Suốt coi thiên hạ và vũ trụ nơi ta đã qua, tìm ra những anh em để cùng ta vượt khó khăn. Sao sáng nơi thiên hạ, giờ soi lối chỉ đường ta bước. Khai phá năng lượng tiềm tàng, nào cùng bay, cùng kề vai, đội bảo vệ không gian tiến lên. Bộ phim Đội Bảo Vệ Không Gian. Ngươi làm tốt lắm. Hả? Ông chủ đã tới rồi. Ngươi hãy qua đây. Bây giờ ta đã biết kết cục của ta rồi. Không, đừng qua đó với hắn. Đừng có qua đó mà. Đừng mà, đừng qua đó. Đừng qua đó mà. Chủ nhân của tôi, đưa đây cho ta. Cuối cùng ta cũng lấy được năng lượng đèn trắng. Tôi bây giờ đen không đủ đen, trắng không đủ trắng. Đu đi, ta muốn nhìn thấy bộ dạng của ngươi quỳ gối trước mặt của bóng đêm. Tiếc là năng lượng linh hồn của ngươi tàn phế rồi, không đủ để người sống tới lúc đó. Ngươi chầu trời đi. Ngươi, các cần nhìn đủ chưa? Chứ bên sao hả? Lưu đi của các ngươi không ổn rồi. Ta không tin. Cảm giác này dễ chịu quá đi. Hoa Nô Vương, mấy tên nô lệ bị ổi, bọn bốn người ngu ngốc kia mau dừng tay lại hết cho ta. Hôm nay tới đây là hết. Ngày tận thế của trái đất đã cận kề, các ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Quay về mà nói với mọi người trên trái đất đi, hãy mau đầu hàng, còn không các ngươi sẽ phải hối hận. Chúng ta đi. Tôi là ông chủ. Tụi mình đi xem Lưu đi ra sao. Đi. Lưu đi, Lưu đi. Lưu đi. Lưu đi. Cố lên. Tôi sợ. Tôi không thể chiến đấu cùng với mọi người. Lưu đi à. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Mà nói chúng tôi biết chúng tôi phải làm sao. Mật mã năng lượng đã bị cắt sạch rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn đã mất khả năng kiểm soát. Năng lượng sẽ bị rò rỉ cho tới lúc cạn kiệt. Cho chúng tôi biết hắn ở đâu, chúng tôi sẽ qua đó lấy lại mật mã năng lượng cho anh. Các cậu nhớ chiến đấu tới cùng. Hãy nhớ phải trở thành siêu nhân. Quan trọng là phải kiềm chế nhẫn nại, không sợ bị uy hiếp, dốc hết sức quyết chí để có thể làm việc lớn. Làm được bốn điều đó mới được. Hãy nhớ trở thành siêu nhân mới có thể đánh bại được chúng, nhớ chưa? Phải quyết tâm bằng được. Anh chưa nói gì với chúng tôi mà. Bây giờ tôi đã hết năng lượng rồi. Tôi nghĩ bọn bốn người đang hợp nhất mã năng lượng của tôi. Nếu chúng hợp nhất thành công, năng lượng của lỗ đen sẽ kéo thế giới bóng đêm tới gần. Đến lúc đó, vua bóng đêm có thể
thoát ra ngoài. Lưu đi, lưu đi. Lưu đi à, lưu đi. Lưu đi, lưu đi. Lưu đi, đừng mà. Lưu đi. Lưu đi. Lưu đi. Lưu đi à, lưu đi. Lưu đi. Bây giờ chúng ta đã có hai mật mã năng lượng. Ngươi hợp nhất hai mã năng lượng này thành một cho ta. Phải làm sao cho kết cấu thật hoàn hảo nha. Dạ biết, dạ biết. Ngươi làm tốt cái nhiệm vụ này, ta sẽ thưởng cho ngươi. Dạ dạ, đừng bắt tôi tới sau kim là được rồi. Các ngươi làm tốt lắm. Ông chủ đích thân tới đây, nghĩa là kế hoạch của ông sắp hoàn thành rồi phải không? Kẻ động não đúng là thông minh hơn kẻ chỉ biết nói đấy. Nói người đó, nhảm nhí. Làm lính lâu năm, lại muốn kinh doanh nhỏ. Kinh doanh nhỏ làm được, lại muốn làm ăn lớn. Làm ăn lớn thành công rồi, tiếp theo sẽ làm gì đây? Đợi kiếm lợi nhiều chứ làm cái gì? Sai. Có mối làm ăn rồi thì nên chuyển thành sự nghiệp. Sự nghiệp trường tồn mãi mãi. Một sự nghiệp không bị ảnh hưởng bởi mấy tên dở hơi kia đâu. Nghe là biết nói tới ngươi rồi. Chúng ta là anh em đồng cam cộng khổ mà. Ngươi đừng nghe người ta nói bậy mà nói mấy lời xỉa xối ta. Người anh em làm gì có chuyện đó chứ. Ngươi là anh em của ta mà. Vậy thì được. Ông chủ chúng ta là đạo diễn hả? Không ngờ đạo diễn cũng biết diễn ghê. Đạo diễn cũng có thể sửa kịch bản. Ông ta muốn diễn sao thì diễn. Còn chuyện diễn tốt hay không, để tới lúc xem xếp hạng là biết ngay. Bây giờ các ngươi ra sức bắt người đi. Bắt được bao nhiêu là của các ngươi, ta không xen vào. Vậy sao? Vậy thì tranh thủ thời gian đi. Không biết bọn buôn người định làm trò gì trên trái đất nữa. Theo như các cậu nói, nếu Ludi bị lừa, vậy thì mọi chuyện là kế hoạch của tên cầm đầu đến từ sao Hỏa. Có điều tại sao hắn lại tha cho các cậu chứ? Chưa xong chuyện này hỏi chuyện khác làm gì? Chúng ta phải đối mặt với vấn đề này. Chúng ta từng nghĩ đến nó nhưng mà lại nghĩ không ra. Theo như Ludi nói, chỉ cần lấy được mật mã năng lượng thì tên vua bóng đêm sẽ được thoát khỏi lỗ đen. Nhưng mà vua bóng đêm chính là bản chính của Hỏa Nô Vương. Hỏa Nô Vương là bản sao. Chúng ta đánh không lại bản sao, vậy làm sao đối phó với bản chính được đây chứ, có phải không? Rõ ràng hắn có thể diệt sạch chúng ta một lần nhưng lại không làm vậy. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Mình cũng đang nghĩ rất là nhiều. Nếu trong bí mật này còn có một bí mật nữa, vậy thì bí mật ở trong bí mật này chắc chắn là đáp án chính xác cho chuyện này, có phải vậy không? Ngạc nhiên quá ha. Không ngờ cậu khu khờ như vậy cũng nghĩ ra chuyện đó. Gọi là mình rất bất ngờ đó. Đương nhiên chúng ta đã tu luyện khá lâu, còn 4 đợt nữa là có thể trở thành siêu nhân rồi. Sao mình có thể không nghĩ ra chứ? Được rồi, được rồi, được rồi. Mọi nói kết luận ra đi. Tôi cần thêm một giây. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lần này hút cho nhiều vào. Cố gắng thể hiện cho tốt trước mặt ông chủ đi. Thôi đi, chỉ được cái nịnh hót thôi. Rõ ràng là ông chủ lợi hại, các người tâm phục khẩu phục rồi chứ gì. Trong chuyện làm ăn, không có gì đáng để liều một sống một còn. Mọi người ai cũng có lời là được rồi. Đi thôi, đi thôi, lỗ đen. Trời ơi, tín hiệu lần này còn mạnh hơn nữa. Sao có thể như vậy? Chắc là mật mã của Ludi làm chúng mạnh thêm. Tín hiệu của bọn buôn người ở bến cảng. Được rồi, đội bảo vệ không gian chuẩn bị xuất phát. Giờ đánh cho đẹp vào, diệt sạch bọn buôn người. Không mời mà đến cho ta. Xuất phát, xuất phát, xuất phát đi. Rõ. Rõ. Chiến binh bảo vệ không gian.
Kết nối. Kết nối. Biến hình. Biến hình. Chiến binh sao hỏa sẵn sàng. Chiến binh sao thủy sẵn sàng. Chiến binh sao kim sẵn sàng. Chiến binh sao thổ sẵn sàng. Chiến binh sao mộc sẵn sàng. Chiến binh sao thiên phương sẵn sàng. Chiến binh sao hỏa bất khả chiến bại. Chiến binh sao thủy kiên cường và quả cảm. Chiến binh sao kim thông thái và xinh đẹp. Chiến binh sao thổ mộc trực và chính nghĩa. Chiến binh sao mộc hoang dại và dũng mãnh. Chiến binh sao thiên phương quyền năng và bí ẩn. Sẵn sàng chiến đấu. Đội bảo vệ không gian. Đội bảo vệ không gian. Trăm trận trăm thắng. Cuối cùng các người cũng tới rồi. Thật ra các ngươi muốn gì? Hôm nay là ngày chầu trời của các ngươi. Lớn nào. Giao chúng cho mình ta là được rồi. Đáng ghét mà. Trong mắt cô ta, các ngươi đều ngu ngốc như nhau thôi. Ôi! Chiến binh sao hỏa. Chiến binh sao hỏa. Chiến binh sao hỏa. Để ta giải trí với chứ. Mình không sao. Sống bàn ủi. Tránh ra đâu. Chống mâm độc. Ôi, vui quá đi. Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Đau quá. Ta là chiến binh sao hỏa. Hôm nay ta đứng ở đây là muốn tiêu diệt bọn buôn người. Vậy để ta cho ngươi chầu trời trước nha. Khoan đã, để ta thử xem. Ánh sáng bứa lạc ra. Ta không sợ đâu. Đâu chỉ là cảm giác của da thịt thôi. Mất cảm giác thì ta sẽ không còn đâu. Vậy thì đỡ tiếp đi. Nếu ngươi còn đứng lên, bọn ta sẽ cho ngươi thành ba mảnh. Ba mảnh? Uy hiếp ta sao? Ta nói các ngươi biết, cố gắng thì làm đi. Để ta xem thử các ngươi làm được tới đâu. Im miệng đi. Đâu chỉ là ảo giác. Lý trí nói vậy là ngươi nói vậy. Chiến binh sao hỏa không có nói vậy. Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình phải luyện thành siêu nhân. Các cậu phải chiến đấu tới cùng. Phải trở thành siêu nhân. Có tò mò sẽ phát hiện ra điều bất ngờ. Hợp tác thành công hay không phải xem cậu có nghĩ cho người khác hay không. Có sáng tạo thì mới có tiến bộ. Cậu phải hiểu cho cảm giác người khác. Chỉ cần có tinh thần bạn bè mới kết hợp được nhiều bạn hơn. Chỉ cần luôn giữ tinh thần truy cứu tới cùng. Làm người á thì phải thành thật. Chỉ khi nào giữ được sự lạc quan mới tránh được việc tự hù dọa bản thân. Chỉ có việc trải nghiệm những điều mới mẻ, ý chí kiên cường mới có thể nhanh chóng thay đổi. Phải kiên trì luyện tập. Chỉ cần các cậu dũng cảm
chỉ cần có đủ sự thông thái, có thái độ chịu thiệt và tinh thần khiêm tốn. Một siêu nhân đòi hỏi phải có sự thấu hiểu với nỗi lòng của người khác. Có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì? Chói mắt quá! Gì vậy? Cái này... đây không phải đao siêu nhân sao? Mình sẽ dùng nó để diệt sạch bọn bốn người. Xuất hiện tín hiệu siêu mạnh phát ra từ vị trí của siêu năng lượng đó. Tốt lắm, xem ra siêu nhân xuất hiện rồi. Ngươi mà hợp nhất mật mã cho ta, còn tên đó cứ để ta xử lý cho. Cô đào thì đã làm sao chứ? Ôi, sức mạnh này sao có thể? Kết thúc được rồi. Đừng kêu căng như vậy. Bay đi. Chiến binh sao hỏa. Chiến binh sao hỏa. Chầu trời đi. Chiến binh sao hỏa. Chiến binh sao hỏa. Không sao chứ? Không sao. Một kẻ ước như ngươi dám chống lại ta. Họ sắp không còn cự được nữa rồi. Phải cho thiết bị điều khiển từ xa xuất phát. Lập tức xuất phát đi. Đưa người về trước rồi tính sau. Rõ. Tình hình thế nào rồi? Phải lập tức rút lui. Dùng dữ liệu rút lui khẩn cấp đi. Sao? Làm như vậy họ còn sẽ đau lắm. Còn chờ cái gì nữa? Không làm thì tiêu luôn. Đau đớn cái nỗi gì? Rõ. Muốn đấu với ta hả? Các cơ còn non lắm. Gì vậy? ACV tới cứu chúng ta. ACV hả? Mọi người trên đất cua ngốc, xem ta phóng to đi. Buông người phóng to kìa.
chỉ trông chờ vào lần này. Bắn! Muốn giải ngứa cho ta. Đúng là buồn cười quá đi. Tấn công chúng đi, hủy diệt chúng đi. Phá nát chúng đi. Biết rồi ông chủ. Ông chủ ơi, vui quá đi. Phải rút lui khẩn cấp. Vẫn còn một tên kia, không tha cho tên nào hết. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Hẹn gặp các ngươi lần sau nha.